Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Chàng trai ấy là Gandhi, nổi lên từ năm 1992 trong làng giải trí cộng đồng người Việt ở Mỹ với giọng ca mộc, không trau chuốt như lời tự sự trào ra từ cõi lòng, khiến khán thính giả phải rơi nước mắt. Giọng ca của anh đã đưa ca khúc nó chu du khắp cộng đồng người Việt trên thế giới, rồi theo con đường record đĩa lậu tràn về các miệt vườn sâu tận quê nhà Việt Nam. Giai đoạn đó, hầu như đi đâu người ta cũng nghe giọng anh nỉ non, thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ từ khi bắt đầu nhận biết mình. Tồn tại trên cõi đời này, anh đã thấy mình mang tên Trần Quốc Tuấn và đang sống trong một cô nhi viện của nhà thờ. Như bao đứa trẻ mồ côi khác, anh sống những ngày ấu thơ vô ưu trong vòng tay thương yêu của những dì sơ. Mặc dù có cái tên Việt chính thức trong khai sinh là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971, nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra gốc gác hai dòng máu Mỹ, Việt của mình qua lời nói của những người xung quanh. Đó là thằng nhóc lai Mỹ đen họ xin nhận anh làm con nuôi để khỏa lấp nỗi đau mất con. Dù mang tiếng là con nuôi nhưng anh chỉ được phép gọi mẹ nuôi bằng thím và cha nuôi bằng chú thời điểm đó. Đất nước đang trong giai đoạn phục hồi, nền kinh tế bị khủng hoảng do di chứng chiến tranh, nhiều gia đình khu vực nông thôn thiếu đói. Do cái nghèo cái khó bủa vây, bà mẹ nuôi phải lãnh bò về cho anh chăn thuê để kiếm thêm tiền gạo. Do mặc cảm thân phận con lai, anh mang ý nghĩ mình như một người ngoài hành tinh lạc loài giữa trái đất nên tự xa lánh mọi người, chui rúc vào rừng hoang, ruộng vắng, buồn một mình. Đến năm 1983, khi nghe tin chính phủ Mỹ có chính sách cho những gia đình nuôi con lai Mỹ ở Việt Nam nhập cư, một gia đình người Hoa ở Hội An muốn nhập cư Mỹ nên đề nghị mẹ nuôi giao anh cho họ. Đến năm 1987, lại có nguồn tin cho biết chính phủ Mỹ bỏ chính sách nhập cư trẻ lai. Gia đình người Hoa này cho rằng mình đầu tư nhầm chỗ nên không cho anh đi học nữa. Họ hoàn toàn bỏ mặc anh, mang nỗi mặc cảm, tự ti thân phận anh lang thang đi tìm việc làm thuê để tự nuôi, sống mình. Nhận được tin người phụ nữ gốc Huế hiện sống ở Đồng Nai nhiều khả năng là mẹ mình, chàng ca sĩ gốc Việt Gandhi đã quyết định tới gặp bà. Đối với bà hai, cuộc gặp gỡ này là sự kỳ vọng lớn nhất sau hơn 40 năm đằng đẵng chờ đợi. Còn với Gandhi, từ đó thời gian nếm trải đủ gai góc và nghiệt ngã của cuộc sống đã rèn cho anh một bản năng điềm đạm trước những hoàn cảnh dễ khiến con người bộc lộ cảm xúc. Trước khi khởi hành, Gandhi nhờ người vào tiệm mua bó hoa và giỏ trái cây để tặng mẹ. Lúc lên xe, Gandhi mải mê kể cho những người đi cùng về các cuộc điện thoại, tin nhắn anh nhận được lâu nay. Sự điềm tĩnh giúp Gandhi đủ tỉnh táo để kiểm chứng, thẩm định thông tin và nhanh chóng khẳng định đúng hay sai. Cho đến lần này đọc thông tin về người mẹ Gandhi sắp tới gặp, ca sĩ gốc Việt khẳng định có một vài thông tin không khớp với những gì anh tìm được tại cô nhi viện Thánh Tâm. Tuy nhiên, sự giống nhau qua bức ảnh của bà hồi trẻ và bức phác họa chân dung của nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến khiến Gandhi cảm thấy cần phải gặp bà. Giọng ca lạ, u buồn của anh đã thu hút sự chú ý của một nhạc sĩ nay đã qua đời. Nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ ấy mà anh được Trung tâm Hải Âu ký hợp đồng mời hát. Trung tâm Hải Âu giao cho anh ca khúc nó lần đầu tiên thể hiện ca khúc này. Anh cảm nhận được thằng bé mồ côi trong nhạc phẩm chính là thân phận thật của mình. Đồng cảm với ca khúc, anh đã hát như khóc than cho chính số phận con lai của mình. Những uất ức, buồn tủi ứ đọng từ thuở ấu, thơ tràn hết qua giọng ca của anh. Những người lần đầu nghe anh hát đều rơi lệ thổn thức. Có người đã ôm lấy anh khóc òa. Kiểu hát tự sự bằng giọng mộc, tự do phiêu, không cầu kỳ của anh đã khiến làng ca nhạc Việt ở hải ngoại có thêm màu sắc mới. Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu ca nhạc Việt ở Mỹ. Ở buổi hát nào anh cũng chạm đến tuyến lệ của người nghe. Câu hỏi mẹ là ai ở quê nhà bắt đầu trào dâng trong tâm khảm Gandhi. Những đêm cô đơn quạnh hiu, anh tưởng tượng mẹ ruột của mình là một bà lão mặc áo bà ba, tóc xương, hiền hậu. Cứ mỗi dịp đến ngày ma giờ say, anh thèm được tặng quà cho mẹ như mọi người. Nỗi say dứt ấy xui khiến anh tự sáng tác một ca khúc về mẹ. Cuộc đời tôi nơi đây, bước chân trên đường xa lạ, dù là nơi quê cha, vẫn mang nhiều chua xót. Ôi nói sao cho vừa, bao nhớ nhung trong tim tràn dâng Gandhi đến với nhịp hát như một sự tình cờ của số phận. Anh không có chút kiến thức nhạc lý khi đã đăng quang trên sân khấu. Vì thế, ca khúc mẹ của anh cũng chỉ nằm trong ý tưởng sáng tác.
anh quyết định đi học một lớp nhạc lý căn bản tại trường Golden West để có thể tự sáng tác. Đến năm 2000, anh mới hoàn chỉnh ca khúc Mẹ. Ca khúc lập tức được nhiều người đón nhận bởi nó được sáng tác bằng tất cả nỗi niềm khát khao của một đứa trẻ mồ côi. Dù sống trên đất Mỹ, Randy chưa bao giờ có ý định tìm cha mình là ai. Mặc dù chuyện đó hoàn toàn không khó. Ở Mỹ, muốn tìm cha, anh chỉ việc đến trung tâm lưu trữ hồ sơ lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam thử ADN là có kết quả, nhưng anh không làm. Anh hận cuộc chiến tranh của quê cha đã tạo ra những nghịch cảnh ở quê mẹ. Anh căm ghét cái giả dối, đạo đức giả của chính phủ quê cha lúc bấy giờ, với ý nghĩ họ thực hiện các chính sách đón con lai để kiếm phiếu bầu của cử tri chứ họ không hề đoái hoài đến số phận của những con người này. Randy tâm sự trong anh chỉ có duy nhất tình yêu quê mẹ đã cưu mang đùm bọc anh từ thuở lọt lòng. Anh hướng lòng về quê mẹ trong những ca khúc buồn và tự hứa sẽ về Việt Nam tìm mẹ ruột. Anh tự hào về dòng máu Việt trong huyết quản của mình. Thế nên trong tất cả các sáng tác của mình, anh đều hướng về quê mẹ. Ca khúc Ước gì cho quê hương là nỗi lòng thật của anh dành cho quê mẹ. Ước mơ ngày trở về quê mẹ hiền tôi thương nhớ. Đường làng cây đa đó có bao giờ tôi quên. Ta cùng nhau ước cho quê hương hết những nhọc nhằn, cho mọi người ta thương ta mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.